Ngay khi ghi nhận một số ca mắc COVID-19 biến chủng Omicron tại các tỉnh thành, ngành y tế thành phố Đà Nẵng đã lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp ứng phó với dịch bệnh. Theo đó, các cơ sở điều trị thiết lập khu điều trị riêng biệt để tiếp nhận thu dung điều trị bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ đối với biến chủng mới này. Là một trong ba cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang đã thiết lập khu điều trị quy mô 20 giường bệnh để tiếp nhận, thu dung, điều trị những trường hợp mắc COVID-19 nhập cảnh vào Đà Nẵng. Với những trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19, ngành y tế sẽ tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm, gửi Viện Pasteur Nha Trang để giải trình tự gen. Theo đó, CDC phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát thông tin, lịch trình, luồng di chuyển của tất cả hành khách trên các chuyến bay nhập cảnh về Việt Nam đáp tại sân bay Đà Nẵng từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 12 để không bỏ sót trường hợp ca mắc nhiễm biến chủng Omicron. Các cơ sở khám chữa bệnh cũng tăng cường công tác sàng lọc, chủ động phát hiện sớm trường hợp nào nghi ngờ với biến chủng mới, đồng thời thực hiện phân tầng điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chủ động phòng dịch ở tất cả các tình huống. Thiết lập lại những cái cơ sở điều trị để có thể là sẵn sàng cho nếu như mà có cái trường hợp mà số lượng bệnh nhân theo cái làn sóng Omicron tăng lên để tránh tình trạng là quá tải y tế. Và công tác phân tầng điều trị, công tác chuẩn bị cho những cái trang thiết bị, những ekip chuyên môn đào tạo từ cơ sở tuyến dưới, các cái trạm y tế lưu động, rồi các cái trung tâm y tế đều phải được tập huấn lại và phải có đảm bảo đủ đầy đủ hết tất cả các thuốc men, trang thiết bị, rồi là các phương tiện phòng chống dịch. Chủ động ứng phó với biến chủng Omicron, thành phố Đà Nẵng cũng triển khai điều trị F0 tại nhà, nơi lưu trú tại 7 quận huyện, nhằm giảm áp lực cho các cơ sở điều trị tập trung. Tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm 5K, kiểm soát ca bệnh trong cộng đồng, giảm tỷ lệ bệnh nhân nặng.